Kính thưa quý vị khán giả xem đài thân mến, trong dàn nhạc đờn ca tài tử và cải lương có rất là nhiều dây, ví dụ như là dây ngân gian, dây rạch giá, dây Sài Gòn, dây lai, vân vân. Và trong chương trình tìm hiểu nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương của đài truyền hình Bình Dương hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị dây ngân gian. Và sau đây chúng tôi sẽ mời thạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Khải chia sẻ về dây ngân gian trong ban nhạc đờn ca tài tử và cải lương. Nói về dây ngân gian thì chúng tôi là những người đờn thường nói cái đó là một tác phẩm sáng tác về trong khí nhạc rất là hay, rất là đặc trưng của người Bình Dương. Đó là nhạc sĩ Văn Còn. Nhạc sĩ Văn Còn là một nhạc sĩ tài hoa đờn được rất là nhiều cây đờn, trong đó có chiếc đờn guitar. Những năm 30-40 thì nhạc sĩ Văn Còn về ở gần ga Bảo Chánh, tức là ga xe lửa, xưa ga xe lửa đó, thì nhạc sĩ Văn Còn sáng tác ra một kiểu dây, đó là dây Bảo Chánh. Nhưng đến những năm 1950 thì nhạc sĩ nghệ sĩ nhân dân, nhạc sĩ Bãi Bá có nghe cái tiếng đờn nó rất là hay, thì muốn nhạc sĩ Văn Dĩ tập cái kiểu dây đó. Thì hồi trước á, thì hai cái vị đại sư này, tức là thầy Văn Dĩ và thầy Bãi Bá, tức là ông Diễn Châu đó, đã đi xe lên gặp nhạc sĩ Văn Còn để xin được phép tập đờn dây đó. Tức là hồi xưa người ta rất là trọng cái sự sáng tạo nghệ thuật âm nhạc của một cái đồng nghiệp khác. Thì lúc đó nhạc sĩ Bãi Bá, tức là nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu đó, có ngỏ ý xin nhạc sĩ Văn Còn là sử dụng cái dây đó để thu dĩa phát hành, và đồng thời sửa lại cái tên dây Bảo Chánh thành ra dây ngân gian. Thì từ đó dây ngân gian, từ cuối những năm 50 thì dây ngân gian được phát hành rất là rộng rãi trên các cái dĩa nhạc do nhạc sĩ Văn Dĩ đờn. Đó là một cái sản phẩm rất là hay trong cái khí nhạc của Việt Nam, mà đặc biệt đó là chiếc đờn guitar phím lõm. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức cái ngân nga của kiểu dây đờn này qua giọng đờn của nhạc sĩ Châu Minh Tâm đờn guitar, Nguyễn Nghiệp đờn tranh, em Quốc Đại đờn kìm và em Lưu Quốc Cường đờn bầu, với bài ca Bông Bồng Bồng Rụng Trắng của tác giả nghệ sĩ ưu tú Trúc Linh qua giọng ca của em Trường An. Anh nói đến thương tôi từ những ngày đầu nhập ngũ, tưởng anh nói đùa con vậy rồi thôi. Nào ngờ đâu hơn 30 năm tôi gặp lại anh tại đầm dơi. Anh vẫn nói tiếng thương tôi trong sự ngỡ ngàng của đồng đôi. Vẫn dáng vẻ thư sinh, vẫn cười phong đô, cầm ly rượu trên tay tôi thấy mắt anh buồn. Vì đắng trong ly hay giọt đắng của cuộc đời, hơn 30 năm bồng bềnh xuôi ngược, áo lính đậm bạc màu mà anh chưa phục dựng chân. Thương tích đầy mình mà anh chẳng sợ mãi may, nhưng anh vẫn hạnh phúc đó nghe, là được hưởng trọn vẹn niềm vui cùng với đất nước. Rồi cũng như bao người, anh cưới vợ sinh con, tưởng đã vuông tròn một mái nhà yên ấm.
rồi anh vội vã ra đi theo tiếng gọi của quê nhà. Khói lửa đang buông, ngày đêm bao phủ sương đậm. Tưởng anh đi xa rồi, anh mau quay trở lại để em bán bồn bồn, em bỏ ông, em chờ anh. Vậy đó mà ngày lại qua ngày, anh vẫn cứ bận tâm. Tiền bán mỗi ngày em bỏ đầy ông, em vẫn đợi. Nhưng má nói thôi đi, cái thằng nó con nhà giàu, chắc gì nó thương thiệt. Gia cảnh mình nghèo, con nên biết phận gối rương. Trong cái dàn nhạc mà đàn cái dây nhân gian như thế, thì cái biểu cảm của cái dây hoặc là cái cây đàn như thế nào để mà cho mình cảm nhận được là đó là cái dây nhân gian? Nói về cái biểu cảm của cái kiểu dây nhân gian so với các kiểu dây khác trước đó thì như thế này. Trước khi mà có dây nhân gian thì thường thường là các nhạc sĩ người ta đờn ở cái âm trung, tức là cái âm ngay chỗ cái người ca. Thì thường thường nếu mà giọng nữ ca đó thì người ta cái âm trung, tức là cái âm của giọng nữ ca nó ngay ở dây 1 và dây 2, tức là đờn cái chủ cái âm chính ở ngay đó. Nhưng mà cái đờn ngân gian lúc đó thì nó xuống một bậc nữa là bậc trầm. Cái đó đặc biệt bởi vì trước đó là ít có người sử dụng, có thể nói là chưa có được sử dụng nhiều. Mà khi cái đờn ngân gia, dây ngân gian ra đời thì cái đờn cái bè trầm, tức là cái bè trầm người ta chủ yếu đờn này bè trầm như chúng ta nghe đó, đờn như lúc nãy chúng ta nghe cái tiếng đờn guitar của nhạc sĩ Trong Minh Tâm đó, thì thường thường đờn cái bậc trầm. Thì trước đó là chưa có khai thác bậc trầm. Thì cái khai thác bậc trầm đó sau này anh nhạc sĩ Đăng Giỏi khai thác rất là nhiều, mặc dù là ở trên cái dây lai, nhưng mà đó là một cái khai sáng là đầu tiên. Cái đặc biệt thứ hai mà khi chúng ta thấy lên dây của cái dây ngân gian á, rất là đặc biệt. Nếu mà chúng ta sau này chúng ta có thể so sánh thì nó tương tự như là dây đờn hạ quy di, mà khi mình khải lên dây buông không thì đó là cung rê trưởng. Nó đặc biệt là thí dụ như là thường mình đờn ở trong cái giai điệu êm của mình là hò sang xê liếu công, nhưng mà ở đây chữ sư đó, hò y nó cao lên, là khi mình bấm lên cái hợp âm là rê trưởng, rê pha la. Anh em Tâm có thể khải từ rê pha la đó, là nó là một cái cung trưởng, nó có chữ pha nó trưởng đó. Mà khi đờn vô thì trước đây có thể nói là không được sử dụng, hoặc là ít có người dám sử dụng cái chữ pha thăng như chỗ đó, mà người ta đờn pha dáng xuống để nghe cho nó mùi hơn. Nhưng mà trong dây ngân gian khi mà có cái dây buông đó là lạ liền, nó không có giống với dây rạch giá, đặc biệt là nó nghịch lại với dây Sài Gòn. Bởi Sài Gòn, dây Sài Gòn là dường như rê pha là pha dáng, rê pha thì chữ pha đó nó dáng xuống. Tức là nếu chiếu theo cái bên tăng nhạc thì nếu đờn giọng nữ thì mình thường thường mình nghe quen là rê thứ, nhưng mà ở đây đó là rê trưởng. Cái này điều này nó rất đặc biệt, bởi vì trước đây thì người ta nói rằng nếu mà muốn đờn cho nó mùi thì đờn cung rê thứ là đờn thứ không, nhưng mà ở đây đặc biệt là đờn rê trưởng lại là mùi. Thì ở đây mình có thể mình tưởng tượng đó là một cái nó nghịch với nhau, là giữa cái ngọt và cái mặn, cũng như là ở trong mình ăn một cái bánh trung thu thập cẩm, ở trong đó có cái vị mặn và cái bao ở ngoài là ngọt. Mà đặc biệt ví dụ mình ăn bánh bía chẳng hạn, bánh bía Sóc Trăng thì ở ngoài là ngọt không, nhưng mà mình vô trong cái mình ăn nó có một cái trứng hột vịt muối nó mặn, thì nó làm cho nó hài hòa giữa mặn và ngọt. Thì cái dây ngân gian nó nằm ở trong cái dàn đờn tài tử cải lương, nó như một cái sự hài hòa, nó làm cho nó dịu cái lỗ tai của mình lại. Nếu mà mình để cho nó là thứ không thì nó nghe một lát nó trầm, nó quá trữ tình, mà nó trữ tình quá nó đi vào cái chỗ là quá mùi mẫn và nó bi lụy. Còn cái này nó có một cái độ cứng ở trong đó, nhưng nó có một cái độ cứng ở trong một cái dàn nhạc. Thì đó là cái đặc trưng mà chúng tôi nghĩ cái dây đờn ngân gian, mà đặc biệt là nhạc sĩ Văn Còn, một người sinh ra lớn lên và mất ở tại tỉnh Bình Dương, đã sáng tạo ra một cái mà hiện bây giờ
giới đờn nhạc tài tử cải lương, đặc biệt là những người đờn guitar kính trọng, coi đó là một bậc sư tổ. Cảm ơn những chia sẻ hết sức là chân thành cũng như là rất là cụ thể của thạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải. Và sau đây chúng ta sẽ nghe bài hát Người Má Phước Thành, dòng cổ nhịp 32 câu 1 và 2 của sáng tác Hoàng Châu do chị Hương Sen trình bày. Bình dương ô đời con, lời ru của má hiếu hôn canh tàn. À ơi con hù cho ngon để ba trở về. Năm năm canh thương nhớ gió vàng heo hon, nhớ lời mà đời ngày bắt nam tay nắm tay xếp viên y ba con về ngay. Những lời ru ngọt ngào của má không bao giờ trở thành sự thật, bởi ba con đã vì nước vì non mà ra đi vĩnh viễn không về. Ba đã hy sinh cho trọn một lời thề, thuở Phước Thành còn chìm trong lửa đạn, trai gái trẻ già cùng dày gian giữa quê để mắt tiếp đường làm nữ giao liên, dẫn đoàn bố đôi tiến công đồn giặc. Ngày ba gieo hạt cây lúa trồng rau, mà lưng dân đèo con dù trải qua bao lao khổ. Đời con ghi tạc nghĩa sanh thành vạn kiếp cũng không quên, tình má thiêng liêng như hào quang chói rạng, chắp cánh cho con sáng lạng vào đời. Má là niềm mà tin, là lẽ sống rạng ơi, dù khi quê mình đã hoàn toàn đổi mới, nhưng má suốt đời mang nhớ thương tâm. Chiều từng chiều má đứng ngắm ảnh ba, lặng lẽ nhìn khói hương bay bay bạc bạc. Con nghe dặn đưa ngọt ngào câu má nói, ông ơi phu đẹp vào đang dương tới tầm cao. Anh Quỳnh
Trường Khải thân mến, mối quan hệ giữa cái dây ngân gian với lại những cái loại nhạc cụ khác hoặc là những cái loại dây khác trong cái ban nhạc đờn ca tài tử ạ? Kính thưa quý vị cùng các bạn thân mến, khi mà dây ngân gian ra đời thì phải nói rằng nó rất là hay. Tuy nhiên cái nhược điểm của dây ngân gian là thường thường chỉ ưu điểm đàn được cho cái giọng nữ mà thôi. Tức là nếu tính theo bên tân nhạc thì chỉ đàn cho cái tông ăn rê, tức là giọng nữ trung đó. Còn nếu mà đàn qua dây khác, ví dụ như là đàn ăn la, tức là giọng giọng nam cao, thì khó đàn, là ít có ai đàn. Và đặc biệt là giọng nam trung, tức là ăn son đó, thì đàn không có được. Do đó là khi mà người ta muốn cho có một cái chữ thăng, cái tức là chữ gam trưởng ở trong cái son trưởng á, thì người ta phải lấy dây từ cái dây lai, tức là dây lai trên đàn guitar phím lõm đó, người ta lên cái dây số 2 đó một cung, tức là từ chữ la lên thành chữ si, thì do đó mình mới có được cái gam son trưởng. Thì lúc đó bấm vô thì cái nốt trưởng đó nó mới thành ra dây ngân gian. Thì lúc đó chỉ lên có một cái dây số 2 thôi, thì các nhạc sĩ đầu tiên đó, nhạc sĩ Văn Dĩ đặt tên đó là bán ngân gian, tức là nó chưa thành ngân gian, nó chỉ có một nốt đó lên thôi. Thì em Quốc Đại có thể lên cái dây đó thử, Khải thử và Đao thử cho các bạn. Đó, cái dây số 2 đó là cái nốt đó là son si. Nó si đó là trưởng. Đó, mình khi mình khải lên vậy thì đó là cái gam trưởng, nó mới đặc trưng. Thì đó là một cái mối tương quan giữa cái đàn guitar các cái kiểu dây, thì đây là một cái đặc trưng so với lại các kiểu dây khác. Còn so với các cái nhạc khí khác thì đó là một cái kiểu mới mà không có cái đàn nào làm được như vậy hết. Đó là đặc biệt. Thì cái thường thường muốn đàn cho giọng nam mà có cái ngân gian đó thì phải dùng dây bán ngân gian, tức là như chúng ta thấy thì dây số 1 lấy ăn rê, dây số 2 thì từ la mình lấy lên thành la si, tức là tăng lên một cung si. Dây số 2, dây số 3 thì vẫn để rê, dây số 4 vẫn để son, dây số 5 thì ăn rê, là giống như là dây lai. Tóm lại thì muốn có dây đờn bán ngân gian, chúng ta chỉ cần lên dây số 2 từ cao độ nốt la lên cao độ nốt si là chúng ta có. Giọng nam ca cái đó rất là nghe rất là dơm, nó giữa mùi mà giữa sâu. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe bài vọng cổ Lời Người Hát Rong câu 1 và 2 của tác giả Ngô Hồng Khanh qua phần trình bày của Bảo Trung, cùng với phần điệm đàn của nhạc sĩ Văn Sáng đàn kiềm, Quốc Đại đàn guitar và Lưu Quốc Cường đàn bầu. Nếu em là Trác Văn Quân thì anh sẽ biến thành chàng Tư Mã trôi khúc phượng cầu hoàng cho nỗi nhớ rưng rưng. Nếu em là mỹ nương giữa lầu rực rỡ thì anh nguyện theo đò chờ tiên sao trương chi. Nhưng em không phải là mỹ nương si tình yêu tiên sao, mà sao tim anh muốn quá thành chén ngọc in bóng chàng trương ôm khối tượng từ trên sông nước đa tình. Đừng nhỏ lệ thương tâm mỹ nương ơi, làm dở khói tuyết tình. Anh yêu em không bồng bềnh trên sông nước, mà có điều lý qua cầu nối nhịp
đừng hỏi vì sao anh không hát bản tình ca. Dẫu trái tim anh vốn là kẻ đa tình, anh không muốn mình thành một trương chi, bỏ lại dòng sông mênh mông nỗi nhớ. Anh chỉ muốn mình là một kẻ hát sông, hát mãi bên em và hát giữa cuộc đời. Mỗi giọt máu con tim là mỗi lời chan chứa tình người. Mà lời tình cả em ơi phải là lời rất thật, rung động đáy tâm hồn vào vạt trái tim ta. Lời tình ca đâu chỉ gấm già qua, lời tình ca có chiến hào xưa bom pháo rồi. Lời tình ca có máu rơi đồng đội, có ánh mắt ai chờ ai đợi nhớ thương. Quý vị, vừa rồi chúng ta nghe hai câu dòng cổ trong bài hát Lời Người Hát Rong, những giai điệu thật là mượt mà và kết hợp với dàn nhạc tuyệt vời đúng không ạ? Sau đây thì nhạc sĩ Quỳnh Khải sẽ chia sẻ với chúng ta về kỹ thuật biểu diễn của cái dây ngân giang trong cái cây đàn guitar phím lõm. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, nếu nói tóm lại một câu cái kỹ thuật của cái chiếc đàn guitar phím lõm, mà đặc biệt là đàn dây ngân giang đưa vô cái hệ thống bài bản, mà đặc biệt là bài giọng cổ, đóng góp của nhạc sĩ Văn Còn, người ở Bình Dương, đó là đưa điệu trưởng vô trong bài giọng cổ. Mà điều đó thì trước đây chưa ai làm, và khi mà được đưa vô đó thì hiện bây giờ rất là nhiều nhạc sĩ thích đàn cái pha trộn giữa điệu trưởng và điệu thứ trong một cái điệu giọng cổ của mình. Thì cái đó là một cái đặc sắc mà có thể nói rằng được vận dụng rất là nhiều. Chúng ta thấy là ở dây bán ngân giang như rồi dây ngân giang chính tức là dây giọng nữ. Mà đến năm 2005, có một nhạc sĩ ở Bình Thuận, đó là anh Phú Cường. Bây giờ là nghệ nhân ưu tú Phú Cường. Thì năm 2005 thì nhạc sĩ Phú Cường có nghĩ ra rằng bây giờ nếu mà giọng ca nam, mà thường thường người ta ca năm trung đó, mình đặt năm trung tức là ca ở cái tông son, tức là ca thường thường giống như là anh Thanh Sang đó. Bây giờ nếu ca thấp xuống một cung nữa thì sao? Ở đó thì ở trong cái đàn kìm mình không có cái cung đó. Thì ảnh mới nghĩ ra một cái cách nào đàn ở đó. Thì tôi mới nói là vậy thì cứ để nguyên dây đó. Thì ảnh nói là ở trên ảnh xin chỉnh một sợi dây nữa thôi. Thì lúc đó năm 2005 thì tôi có nói thôi để tôi đặt cái tên. Thì đặt tên đó là dây thanh trung. Thì năm đó anh Phú Cường có giới thiệu kiểu dây thanh trung đó. Thì chúng ta thấy đó là một cái sự kết hợp giữa dây lai cộng với dây ngân giang, và cộng thêm nữa là một loại dây đất đặc biệt rất là xưa, đó là dây rạch giá. Dây rạch giá là do ở người xứ Rạch Giá đặt là thầy giáo tiên đặt ra. Thì thí dụ mình đang để cái kiểu dây lai, mà nếu mình đàn ở cái cung pha thì dây số 1, mình muốn đàn được dây số 1 thì mình phải biết đàn dây rạch giá. Bởi vì khi đó thì vô cái cung đó thì chữ đó là chữ cống, mà chữ cống già thì đó là dây rạch giá. Còn dây số 2 thì nó lại là chữ sư già, tức là dây ngân giang. Còn ở trên mình bấm những cái cung ở trên thì tương tự như là dây lai. Do đó là muốn đàn được cái dây đó thì hồi trước là tôi và anh Phú Cường đó đã tập rất là nhiều lần, tập mấy tháng trời để ra như vậy. Tuy nhiên sau này thì em Châu Minh Tâm có tập cái kiểu dây đó, nhưng mà khác với nhạc sĩ Phú Cường là không có sửa dây ở trên nhiều, vẫn để như vậy.
thì đó kiểu dây đó mình thấy đó là một cái sự đóng góp rất là to lớn của nhạc sĩ Văn Còn, nhạc sĩ thầy Giáo Tiên, đó là kết hợp. Thì theo phó giáo sư tiến sĩ Thế Bảo có một cái câu nói thế này, câu nói thế này là thầy nói là những người làm đờn guitar cũng như những người nghiên cứu về âm nhạc dân tộc làm sao có những cái công trình khoa học để chứng minh với thế giới rằng người Việt Nam đã đóng góp với cái loại chủng loại đờn guitar trên thế giới, một chủng loại mới, đó là guitar phím lõm của Việt Nam. Và theo phó giáo sư Tô Vũ thì đặt tên là đờn guitar Việt Nam, bởi vì cái đờn guitar hồi trước đi vô đây mình thì mình gọi là guitar Tây Ban Nha, rồi mình gọi là Tây Ban Cầm. Còn cái đờn guitar mà mình để kéo vậy đó, nó xuất xứ từ quần đảo Hawaii, mình gọi là Hawaii. Thì theo thầy Tô Vũ, cái đờn guitar mà móc phím đờn như vậy và cách lấy dây này của Việt Nam sáng chế ra kiểu đó và kỹ thuật đó, các kỹ thuật đó thì xứng đáng đặt tên là đờn guitar Việt Nam. Sau đây mời quý vị các bạn cùng thưởng thức nhạc sĩ Châu Minh Tâm đàn cái kiểu dây bây giờ không biết đặt tên gì, mình gọi là dây nam trầm ở trên cung pha, thì ở đây có thể là pha trộn giữa dây ngân gian và dây đặc giá. Tôi bằng phép ca hai câu giọng cổ, câu 1, câu 2, bài ca tên là Ơn Đảng của tác giả Trọng Nguyễn. Dịp về quê cũ thăm mộ mẹ hiền, con đứng lặng dây lâu chuyện ngày xưa còn nặng cơn sầu, dòng quay ngược nở yếu lòng con thành mẹ ơi. Năm tháng cô đơn phận cúc côi tưởng đời quên làng, nhưng nhờ ơn Đảng đã cứu sống đời con trong đêm tối kinh hoàng. Con sợ bóng đêm của đói lạnh cơ hàng, cha thì còng lưng ở mương, mẹ ngập mình mưa phù dưới đồng sông. Cho đến khi con cúm núm kêu chiều, lũ chim muôn vội vàng bóng tối. Những đêm tháng mười nước lục gió thấm xương, chiều rách lá chầm mẹ che cho đàn con thơ dại mà mưa vẫn dài, mưa trắng cả đêm dài. Ôi những giọt mưa xói đau lòng mẹ và đè nặng vai gầy, mẹ thổn thức hay do mưa nức tiếng thở dài như nghẹn ngẽn từng cơn đói rách đau buồn soi lòng mẹ
kiếp ta đèn tắt liềm ước mơ. Mẹ đã lìa đời sau cơn bão bệnh, những đứa con thờ thành những kẻ mồ côi. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã nghe nhạc sĩ Quỳnh Khải trình bày hai câu vọng cổ, và cũng đã nghe nhạc sĩ Quỳnh Khải chia sẻ về nghề dây ngân gian trong dàn nhạc đờn ca tài tử và cải lương. Qua đây thì chúng ta hiểu thêm về sự ra đời cũng như là tầm quan trọng của dây ngân gian trong ban nhạc đờn ca tài tử và cải lương. Trong chương trình tìm hiểu nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương của Đài Truyền hình Bình Dương đến đây là hết. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.